mời tham dự hai ngày tu học trì chú Đại Bi và trì danh niệm Phật. Kính thưa quý vị, chúng tôi kính mời quý vị trở về chùa Phật Giác tham dự hai ngày tu học trì chú Đại Bi vào ngày thứ Bảy 29 tháng 11 và trì danh niệm Phật vào ngày Chủ nhật 30 tháng 11 năm 2014 dương lịch. Kinh Địa Tạng dạy rằng, chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề, khởi tâm động niệm đều là tạo nghiệp tội lỗi. Thật vậy, chúng sanh vì mê mờ mà tạo bao ác nghiệp nên phải chịu bao quả báo xấu. Tuy nhiên, ngàn nơi chúng sanh thành tâm cầu nguyện cứu khổ, thì Bồ Tát Quán Thế Âm đều thị hiện hiển linh ngàn chỗ để cứu độ, như con thuyền cứu vớt chúng sanh lặn hụp trên biển cả. Cũng vậy, do tâm tình vọng động mỗi bước chân, mỗi lời nói, mỗi ý niệm, chúng ta đều tạo nghiệp xấu rồi phải chịu trầm luân trong biển khổ luân hồi. Do đó, với lòng đại từ bi, Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã giới thiệu và chỉ dạy chúng ta pháp môn tịnh độ, bao gồm trì danh niệm Phật A-di-đà, để giúp chúng ta được vãng sanh sang cõi cực lạc, thoát khỏi luân hồi, trở về tịch tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng giác và tánh thể, tánh đức, tánh tướng, tánh dụng sẵn có của mình. Do đó, để sống an lành hạnh phúc, tránh tai ương hoạn nạn nương nhờ thần lục gia trì của Bồ Tát Quán Thế Âm qua thần chú Đại Bi, và khi xả bỏ thọ mạng được trở về cõi Phật A Di Đà, vô lượng quang, vô lượng thọ, thoát vòng luân hồi, chúng tôi kính mời toàn thể quý vị Phật tử xa gần trở về chùa Phật Giác tham dự hai ngày tu học trì chú Đại Bi và trì danh niệm Phật theo chương trình như sau: thứ Bảy 29 tháng 11 năm 2014, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, trì chú Đại Bi và thuyết giảng. Chủ nhật 30 tháng 11 năm 2014, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, trì danh niệm Phật và thuyết giảng. Chúng tôi thành tâm cầu nguyện chư Phật, chư Bồ Tát và Bồ Tát Quán Thế Âm hiển linh gia hộ cho quý vị cùng gia quyến, nghiệp chướng bệnh tật tiêu trừ, thân tâm thường an lạc, sở cầu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Thượng Tọa Thích Hằng Đạt.